Thưa quý vị và các bạn, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò và thủ đoạn biến tướng tinh vi. Tuy nhiên, có những thủ đoạn lừa đảo không mới như là gọi điện thoại và lợi dụng không gian mạng để mạo danh cơ quan chức năng, cơ quan tư pháp để hù dọa nạn nhân có liên quan đến tội phạm ma túy hay là tội phạm rửa tiền. Nhưng đến nay thì vẫn có những nạn nhân sập bẫy. Thời điểm cuối năm, những thủ đoạn của các loại đối tượng này càng trở nên tinh vi với nhiều phương thức thủ đoạn xảo quyệt hơn. Làm sao để nhận biết các thủ đoạn lừa đảo? Đây chính là lý do trong tiểu mục chuyện tối nay của chúng tôi tiếp tục có cuộc trao đổi với Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an thành phố Hà Nội. Đầu tiên thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ. Thưa ông, như chúng tôi cũng đã đề cập đến ở đầu chương trình, đó là chúng ta thấy là những cái thủ đoạn như là gọi điện qua điện thoại này hay là qua không gian mạng, lợi dụng và mạo nhận mình là cơ quan công quyền để lừa đảo người dân thì đã xảy ra từ rất lâu rồi. Và ông đánh giá như thế nào về cái tình trạng này ạ? Ở đây thì tội phạm thì luôn luôn khai thác những cái điểm yếu của các người dân, vâng ạ, để lợi dụng vào đó để phạm tội. Nhất là cái thời gian vừa qua đã nổi lên cái việc mà tội phạm dùng những điện thoại và công nghệ trên mạng để lợi dụng và gọi điện cho nạn nhân, vâng, để coi làm sao thu hút và đánh lừa những người đó, làm sao mạo nhận cơ quan chức năng để coi là tống tiền, đòi tiền của họ, lừa đảo qua mạng. Và cái riêng hành vi đó đã làm cho các nạn nhân, nhiều người dân đã bị mắc lừa và sập bẫy của loại tội phạm này. Dạ vâng ạ. Và đúng là đã có rất là nhiều người dân đã bị sập bẫy rồi là bị mắc lừa của các loại tội phạm này. Thậm chí là có cả những người mà họ thường xuyên tiếp xúc với thông tin rồi là họ là người của cơ quan nhà nước cũng vẫn bị sập bẫy. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về phương thức cũng như là thủ đoạn của chúng ạ, những người mà đã tạo nên những cái làn sóng đó là lừa đảo người dân qua mạng điện thoại ạ? Ở đây thì tội phạm mục đích của chúng là làm sao tạo cho áp lực cho người bị hại. Vâng ạ. Đấy là cái thủ đoạn của chúng. Nó thường gọi liên hệ đến các nạn nhân. Tâm lý của xem nạn nhân có bị mắc bẫy không là nó dựa trên những cuộc nói chuyện. Làm sao nó tạo nên hạn, nó sử dụng thể hiện bằng cách là tôi có thể, tôi là cơ quan công an, anh đang bị coi là mắc vào những vấn đề về buôn ma túy hoặc tài khoản của anh có vấn đề liên quan hạn rửa tiền, tội phạm quốc tế. Đại loại nó đánh vào tâm lý vào đấy. Thì nạn nhân thường là chưa biết thế nào cả. Nếu mà chủ động mà nói được vấn đề là tôi không có liên quan gì vấn đề đó thì lúc đó là đối tượng nó lại không làm nữa. Nhưng mà nếu mà thấy anh thái độ mà người dân thế nọ hỏi han, thế nọ tôi thế nọ trình bày đại loại như vậy, bắt đầu nó mới sử dụng những chiêu trò là khai thác những thông tin, yêu cầu dùng những tài khoản như thế nào và hướng dẫn đường đi để coi là làm sao bị hại nạn nhân theo cuốn hút của nó. Và lúc đó nó bắt đầu nó lợi dụng cái để lừa đảo lấy tiền. Tức là cũng có những bước thăm dò, đúng không ạ? Thăm dò thường là nó đánh vào tâm lý của những nạn nhân. Đấy, những người nghe điện thoại. Đấy, cái thủ đoạn này nó thường là lâu rồi, nhưng mà nó đều coi là làm sao để mục đích nó khống chế bị hại. Nếu mà coi nó nghe những người mà bị hại, người nghe điện thoại mà cảm thấy mà lung lay tâm lý, mà lung lạc không vững vàng thì nó bắt đầu tấn công vào cái đó. Đấy là và đúng như ông chia sẻ là những cái thủ đoạn này đã có từ rất lâu rồi và chúng ta thì cũng đã truyền thông tới người dân. Thế nhưng mà tại sao đến thời điểm này vẫn có những nạn nhân bị sập bẫy ạ? Ở đây chúng ta hiểu cái thời gian vừa qua là đại dịch Covid mà toàn bộ các quốc gia cũng trong đó thì hầu như bị coi là cuốn hút vào vấn đề về hạn chế của chính phủ, là yêu cầu coi là hạn chế việc đi lại ngoài xã hội, giao tiếp với nhau. Chính vì vậy người dân thường hay lên trên mạng để coi là tham khảo những thông tin là một, hai nữa là việc mà bị coi là những đối tượng dùng điện thoại hoặc nó sử dụng mạng để nó lập những cái trang số điện thoại ảo của cơ quan công an hoặc của cơ quan tư pháp, và sau đó nó gọi điện đến cho những người mà các nạn nhân có thể không lầm tưởng là cơ quan điều tra hoặc cơ quan công an hoặc viện kiểm sát, tòa án để con chúng nó không chế. Đấy, chính vì vậy mà người dân thường bị mắc lừa bằng những thủ đoạn của chúng nó. Khi thấy hiện lên số máy của mình có những cái số điện thoại của Bộ Công an hoặc của các cơ quan điều tra hoặc của viện kiểm sát hoặc tòa án thì chúng nó bắt đầu nó tin tưởng Đấy, thường thường lợi dụng số mạng để coi mạng máy tính để nó sử dụng vào số điện thoại, trà trộn số điện thoại của cơ quan công an. Vâng ạ, đúng là có những cái thủ đoạn rất là tinh vi và chúng ta cần phải đề phòng rất nhiều. Vậy thì thưa ông, những cái thủ đoạn này trong thời gian tới có thể biến tướng như thế nào ạ? Ngoài việc là gọi điện qua điện thoại hay là qua mạng xã hội thì sẽ có những cái thủ đoạn nào tinh vi hơn ạ? Ở đây chúng ta nó rộ lên một cái là nó lợi dụng trong mạng internet và lập thường gọi thủ đoạn của các loại đối tượng này, nó lại lập cái trang giả mạo lấy cái trang web của các nước ngoài để tạo lên những vấn đề tin tưởng và kêu gọi tất cả các đại lý, tất cả những chân rết của chúng là bắt đầu nó kêu gọi vào những giao dịch trên sàn vàng và từ cái đó nó hoặc là đồng tiền ảo. Chính vì vậy nhiều người dân bị sập bẫy vào những vấn đề trò lừa đảo của các loại tội phạm sử dụng gọi là mạng. Vâng ạ. Vậy thì người dân cần phải làm như thế nào đối với những cái chiêu trò lừa đảo như là gọi điện thoại qua mạng rồi là tự xưng mình là cán bộ nhà nước hay là cơ quan công quyền ạ thưa ông? Ở đây mình phải, như tôi đã phân tích trong đấy, là thủ đoạn của bọn tội phạm này thường là nó tấn công vào những nạn nhân bằng cách khi nghe điện thoại mà có những cái thái độ mà run sợ hoặc có cái tâm lý của mình là chưa vững vàng để trả lời cụ thể cái việc cho đối tượng lừa đảo điện thoại đến, thì ở đây mình phải, nếu mà trường hợp gặp những trường hợp mà điện thoại đến nói đe dọa thế nọ thế kia hoặc là xưng danh là công an hoặc xưng danh viện kiểm sát hoặc là các bộ phận y tế loại loại để tạo dựng để mua bán online những mặt hàng, thì ở đây những người dân tuyệt đối phải bình tĩnh để lắng nghe. Nếu mà trường hợp mà thấy nó đe dọa, những đối tượng này đe dọa là bị gọi là xử lý thế nọ thế kia, thì tất nhiên bởi vì bây giờ mình biết rằng rồi là chính phủ chúng ta đã đều, nếu anh vi phạm giao thông thì đã có cái biên bản thông báo về chính quyền địa phương, vâng ạ, cho chính người đó, hoặc ngược lại cơ quan công an cũng thế, đều có, nếu mà anh vi phạm thì thường họ thông báo đến chính quyền địa phương và chính quyền địa phương họ thông báo trực tiếp đến gia đình, chứ không có lý do gì giao dịch trên điện thoại hoặc có một sự đe dọa trên điện thoại. Hầu như là vấn đề điện thoại này tôi khẳng định 100% cái việc đó là hoàn toàn đối tượng sẽ bị tấn công vào nạn nhân bằng cách là nếu mà mình tỏ thái độ ra khi nghe giao tiếp với họ, là nếu mà cảm thấy đối tượng đó có những hành vi đe dọa mà lợi dụng làm sức danh nọ kia, thì phải gọi là tuyệt đối không cần nghe nữa. Tốt nhất là không nghe nữa, mà thấy là khi mà đã bị xâm hại thì nên trình báo cho công an nơi gần nhất để có cái biện pháp xử lý. Vâng ạ, như vậy là người dân hoàn toàn có thể yên tâm là sẽ không có cuộc điện thoại nào như thế từ phía cơ quan công an hay là cơ quan công quyền, đúng không ạ? Vậy thì thưa ông, chúng ta thấy rằng là đây là những loại tội phạm gần như được liệt vào là công nghệ thông tin. Chúng sử dụng như là điện thoại này, mạng xã hội này hay là những cái thiết bị thông minh để có thể tấn công người dân. Vậy thì những cái loại tội phạm như vậy thì nó sẽ gây khó khăn như thế nào cho công tác điều tra? Ở đây như chúng ta biết, trong quá trình điều tra thì những loại này nó rất tinh vi, và đối tượng sử dụng điện thoại, bởi vì như là dùng mạng xã hội, nó dùng vào hệ thống máy vi tính để lập những cái số điện thoại ảo của lấy giả danh cơ quan công an hoặc là giả danh cơ quan kiểm sát của các cơ quan khác, thì đấy là vấn đề, đó là thủ đoạn mà việc để truy tìm những dấu vết này là cực khó. Và với các loại tội phạm mà kể sử dụng trên mạng là chúng thường lại lập trang web hoặc trang khác để hầu như là trú ở tại nước ngoài, để nó lại huy động tất cả vấn đề vốn của mọi người dân tham gia vào cái trang đó, thì đấy vấn đề là nó gây rất nhiều việc khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình quản lý của an ninh mạng cũng vậy. Cái việc này thì cũng đòi hỏi là nhiều cơ quan tham gia vào việc này để cùng coi là ngăn chặn cái việc tội phạm lợi dụng. Vâng ạ, như vậy là chúng ta cần phải có sự vào cuộc tổng thể và toàn bộ, đúng không ạ? Vậy thì thưa ông, đây cái thời điểm này là cái thời điểm cuối năm và cũng là nhu cầu của người dân mua sắm rồi là trang hoàng trong nhà cửa cũng tăng cao, và đặc biệt là khi mà chúng ta thấy rằng là dịch Covid-19 thì cũng đã ảnh hưởng tới kinh tế của người dân, và đây cũng sẽ là cái thời điểm mà những kẻ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ gia tăng, thì ông có khuyến cáo gì tới người dân ạ? Thường thì tội phạm nó lợi dụng nó tất cả quanh năm cả, chứ không phải là cuối năm. Mà tất nhiên là trong đợt dịch này, đợt dịch Covid, thì coi người dân cũng hạn chế cái việc coi là mua sắm thường này ở các siêu thị để tránh làm sao sự lây nhiễm. Nhưng mà lại vấn đề mua sắm thì thường lại sử dụng trên mạng. Đấy, nhiều. Và chính vì cái đó là cơ hội của các loại tội phạm, nó thường lợi dụng cái vấn đề trà trộn để nó là như là mua bán online các thứ nọ kia, thì nó vẫn là sử dụng được vấn đề đấy để nó chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản dân được. Nên ở đây thì tôi chỉ có một cái khuyến cáo mọi người dân là, thứ nhất, để tránh vấn đề mà tội phạm lợi dụng, dùng những biện pháp mà điện thoại hoặc là công nghệ cao, gọi điện đến người dân, gọi điện đến để coi tống đạt lừa đảo, thì tốt nhất là người dân nên bình tĩnh. Tốt nhất nếu mà người quen thì ta có thể coi là nghe, còn nếu trường hợp số lạ, hiện số lạ thì tuyệt đối không cần giao dịch. Và cũng cái tư tưởng lúc người nghe, nếu mà gặp những đối tượng đó thì cũng nên bình tĩnh. Vâng, và tuyệt đối không cần phải giao dịch, không phải ngăn chặn. Có thể mình có thể đưa ra những cái lời nói mà nhẹ nhàng, từ chối luôn cái thuộc loại đó. Như vậy là cần phải đề cao cảnh giác, đúng không ạ? Và đặc biệt là thông qua cái cuộc trò chuyện này thì chúng ta cũng sẽ biết được một cái thông tin, đấy là hoàn toàn không có những cái cuộc điện thoại như vậy từ phía các cơ quan chức năng, và người dân hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta từ chối để bảo vệ bản thân mình ạ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn ông đã đến với trường quay của Chào Buổi Tối ngày hôm nay và cung cấp rất là nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán giả. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.